Rồi xưa Lệ Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trong mọi miền Tổ quốc nha. Đến với clip hôm nay, anh Lợi giao lưu cũng đa dạng mặt hàng vừa sưu tầm về với bà con của mình nha. Xin chào anh Lợi. Rồi mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên nha. Tiếp tục hôm nay thì em cũng có sưu tầm về được một số tác phẩm cũng rất là đẹp và độc đáo cho bà con để giao lưu cho bà con mình trên mọi miền Tổ quốc. Đó, thì hôm nay có cây bông sàn lớn nha và một số tranh xưa để giao lưu bà con của mình nha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình vừa rồi ủng hộ em cái clip vừa qua rất là nhiều nha. Thì hôm nay đầu tiên mã số 1 quy nha bà con. Đó, em có về đây là một cái ống dắt bút nha, rất là đẹp luôn, đặc biệt nó là liền nguyên một khối gỗ luôn bà con, được chạm đục ra nha. Đó, và sau đó người ta khảm ốc bằng chanh, cái này nói chung là cũng theo thời gian năm tháng cũng tầm từ 30 năm nha. Đó, 3 đến 40 năm thôi. Đó, bà con mình xem rất là đẹp, người ta xài nhiều cho nên nó lên nước đó nha, ngã bằng chanh. Với chiều cao em đo nó khoảng 17 nha, đường kính miệng phủ bì là khoảng 14,5. Đó, còn lọt lòng em đo cho bà con của mình luôn là khoảng 7 phân. Cái hoành bụng này thì nó lên tới 45 nha. Cái miếng gỗ này người ta chạm nó còn độ dày phân của nó là 4 phân, là rất là dày, bà con mình xem giùm em. Đó, mình này mình giờ đựng bút nha bà con, đựng bút đựng viết nha. Đó, về bà con của mình để những nơi phòng khách hay nơi làm việc của mình đó. Rất là đẹp, ốc bà con mình xem giùm đây nha. Ốc là khỏi chê vào đâu rồi. Đó, liền nguyên một khối luôn, gỗ gõ nha bà con, nguyên con. Trên là được khảm song long chầu nguyệt nha. Cái này thì em giao lưu cho bà con của mình có giá là 3,3 triệu nha, 3,3 triệu em bao ship toàn quốc luôn nha. Hàng liền nguyên khối. Về kiểm tra hàng trước khi mình trả tiền, ưng thì bà con mình nhận, không ưng cứ liên hệ bên em nha. Đó, đến với mã số 2 Quy, em có về được là một cái hộp đựng chè rất là đẹp luôn. Đặc biệt cái hộp này là cái tích là bát tiên hội bàn đào nha bà con. Đó, rất là đẹp, đặc biệt trên cái nắp người ta khảm hoa văn là bà con mình xem. Chất liệu là gỗ gõ liền nguyên khối luôn nha. Hộp này rất là to. Đó, và cái tích mẫu mã nó không giống như cái mẫu gỗ vừa rồi em giao lưu bà con mình xem giùm em. Đó, màu vàng chanh, ốc vàng chanh rất là đẹp. Với tổng cái chiều cao em đo nó khoảng 20, đường kính mặt là 16 nha. Hoành bụng là 49. Bà con mình xem cái nắp đây, rất là đẹp nha. Đó, khảm hoa văn rất là đẹp xung quanh luôn, rất là dày. Một khối liền nguyên khối. Cái này là cũng nguyên khối rồi, nó dày cũng khoảng từ 2,5 phân tới 2 phân nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Đây. Đó, bát tiên, bà con mình xem bát tiên hội bằng đào nha. Chiếc hộp này, hộp chè này em giao lưu bà con mình có giá là 3,4 triệu nha. 3,4 triệu đồng em bao ship bà con của mình luôn. Tiếp theo mã số 3 Quy này thì cũng về được một cái hộp ủ chè. Đó, rất là đẹp, gỗ gõ liền nguyên khối nha bà con, được khảm ốc vàng chanh theo thời gian nha. Hàng này nói chung đều có tuổi đời ở 3 đến 40 năm hết nha. Ở bà con của mình xem mà mình có thể cảm nhận và đánh giá được. Đó, rất là đẹp. Về thì em cũng đã vệ sinh phủ bóng mờ hết cho bà con của mình lại rồi, vệ sinh sạch sẽ. Đó, về là mình xài thôi. Đó, con mình xem tích chim hoa nha. Chiều cao thì em đo nó lên tới khoảng là tới cái đỉnh mão tầm 30. Hoành bụng như thế này nó tới là 86 luôn nha. Chiếc hộp này rất là lớn. Đây bà con mình xem chiếc nắp đây, khảm rất là đẹp nha bà con. Đó, khảm cái tích là bát điểu chầu hoàng nha, hội tụ các loài chim. Đó, và bên trong bà con mình về mình để gom vào hoặc mình để giải nha. Đó, để mình để có bình ấm trà xưa. Đó, bà con mình xem nó sẽ giữ nhiệt. Cái này cũng rất là dày, từ 3-4 phân trở lên nè. Đây, đó, bà con mình xem ta khảm rất là đẹp nha. Gỗ gõ liền nguyên một khối nha. Về bà con mình cứ kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em. Đó, chiếc hộp này ủ chè này em giao lưu giá 4,8 triệu nha bà con, 4,8 triệu nha. Đó, đến cái mã tiếp theo số 4 Quy. Đó, em có về được một cái cháp tích là phúc lộc thọ nha, rất là đẹp. Nó gỗ gõ ốc vàng chanh. Đó, là hôm nay thì sưu tầm hàng này nói chung cũng không phải là cổ, không phải là xưa lắm nha, nhưng mà nó cũng từ vài chục năm, 3-40 năm trở lên hết nha. Với chiều cao này em đo tổng luôn là nó khoảng là 19 nha, và cái đường kính mặt ở trên là khoảng 32, còn cái hoành đế là 95 nha bà con. Khảm tích là phúc lộc thọ, con mình xem nắp đây, rất là đẹp. Đó, hàng cũ nha, vệ sinh bên trong rồi con mình xem giùm em. Đó, hàng không hề bị lỗi nha, đặc biệt là hàng không có lỗi nha bà con, bà con mình lưu ý giùm em nha. Đó, cái cháp này em giao lưu bà con mình giá là 3,5 triệu nha, 3,500 triệu. Mã tiếp theo là số 5 Quy, một cái khay trà gỗ nha. Đó, cái khay này là khay trà gỗ cẩm lai nguyên con, khảm 5 mặt. Đó, bà con mình xem khảm cái tích đồng quê rất là đẹp nha, khay loại lớn á. Chiều dài em đo là 40, chiều ngang là khoảng 24 thôi, chiều cao tổng này là 14. Rất là dày và nặng, khảm hết 5 mặt luôn. Đó, bà con của mình xem cảm nhận ra được rất là đẹp. Đó, dày dặn lành tích liền khối. Đó, hàng này là chuẩn hàng cho bà con của mình nha. Về kiểm tra hàng đúng đồ thì bà con mình nhận,
không đúng cứu hàng về cho em yên tâm, không có tốn phí ship nhiều đâu. Cái này em giao lưu giá là 3,5 triệu cho bà con của mình thôi, ở 3,5 triệu nha. Đến với mã 6Q thì em có về đây là một cái khay. Đó, cái khay này là hàng khay xưa nha, đặc biệt của nó chất liệu là gỗ chắc xưa luôn. Đó, hàng này là từ 4 năm 60 năm trở lên, thường ngày xưa người ta dùng để đi thuốc đó nha. Đó, người ta làm đựng thuốc để thuốc rồi đó, phơi thuốc rồi đó bà con mình xem dùm em. Ốc thì nó theo hoàng chanh rồi, cái tích này giống như là em nghĩ là tam quốc nha. Đó, bà con mình xem khay này em đội là như khay tàu. Đó, bà con mình xem nha, rất là đẹp, liền nguyên một miếng gỗ chắc giữa luôn. Và những cái móc này người ta cũng đều gắp bằng mộng rồi nha bà con. Đó, hàng xưa nha, gắp bằng mộng. Cái này thì mình em đổ có thể gã gắp bình thường. Đó, hàng này mình gã gắp với cái này ra bình thường nha. Đó, nhưng mà hàng thời gian ra lâu rồi em để nguyên si cho bà con của mình. Chiều dài này em đo là 60, còn cái chiều ngang này là 40 nha. Đó, khoảng 40,5 á. Còn dày lên của nó là khoảng gần 2 phân cái khung. Đó, tích là tích tam quốc, rất là dày và nặng. Bà con mình xem giùm em đây, mặt quán sau lưng đây nha, gỗ chắc nguyên tấm. Đó, bà con mình xem này được gắp mộng đây. Đó, rất là đẹp nha bà con. Đó, khay gỗ chắc này em giao lưu giá bà con mình là 10 triệu nha, 10 triệu đồng nha bà con. Đó, cái khay mình đựng thuốc ngày xưa đó nha. Đến với mã tiếp số 7Q này là em có một cái hộp ủ chè gỗ gõ, hộp ủ trơn nha bà con. Hộp này nói chung á là hàng người ta đã xài qua thời gian 5 tháng, về thì em đã xả đánh mờ, đánh vật ni lại nha, cho nó bóng bãi lại, bà con của mình xem giùm em. Đó, những ông già xưa lớn tuổi người ta xài sử dụng những hàng này nhiều. Đó, chiều cao tổng em đo nó khoảng là 33, cái hoành bụng như thế này là nó 85 nha. Đó, bên trong cũng có lớp vải sẵn hết cho bà con của mình rồi, em tặng kèm theo một cái ấm mới cho bà con mình nha. Ấm này là ấm mới chứ không phải đồ cổ, đồ xưa cũ nha. Đó, bà con của mình xem lành tích liền lạc, không hề nứt mẻ. Cái này độ dày cũng khá là dày, chiếc ấm này cũng rất là nhiều, đựng rất là nhiều ha. Mình có nhu cầu mình xài luôn. Bộ này em giao lưu giá là 3,8 triệu nha, 3,8 triệu nha bà con. Gỗ gõ liền khói. Mã tiếp theo 8Q là một bức tranh chữ thọ nha bà con, gỗ gõ ốc Singapore rất là đẹp. Đó, bà con mình xem bên trong được khảm là tích tứ linh. Bà con của mình về khi mà nhận hàng khui ra kiểm tra hàng, ưng bụng nhận, không ưng thì hoàn cho em. Đó, nhưng những mặt hàng này phí ship không có nhiều thì bà con mình cứ yên tâm nha. Chiều cao em đo là nó 60, ngang 50, dày là khoảng là gần 3 phân. Chữ thọ mang ý nghĩa rất là tốt nha, mình làm quà cáp tặng cho bạn bè người thân lớn tuổi rất là hay. Bức này em giao lưu giá chỉ có 2,6 triệu thôi, ốc Singapore nha bà con, 2,6 triệu đồng. Mã tiếp theo số 9Q này thì em có một cặp đôm, cặp đôm rất là đẹp, đôm vuông 2 tầng, được chạm đục là những con dơi nha. Đó, với cái chiều cao đôm, mỗi đôm em đo nó lên tới khoảng là 93, đôm rất là lớn, đường kính mặt đôm vuông là 40. Đó, những cái chân này dày lên của nó là khoảng hơn 3 phân, 4 chân quỳ rất là đẹp nha. Hàng sạch sẽ làm tích nha bà con. Đó, hàng này là hàng cũ nha, chứ không phải cổ hay là xưa. Bẹp nhưng mà người ta chạm hoa văn chi tiết từ trên tới dưới, gỗ gõ mặt đá văn mây. Cặp này em giao lưu giá 9 triệu cho bà con của mình thôi, 9 triệu đồng nha, bao ship toàn quốc cho bà con của mình. Mã tiếp theo là số 10Q, em có một bộ tranh tích tứ quý 4 tấm nha bà con. Ở tùng trúc cúc mai, bà con mình xem rất là đẹp, ốc lên hoàng chanh theo thời gian. Ở những cái hàng này thì nó đều có tuổi đời hết nha, 3 đến 40 năm, bà con mình xem nha, gỗ liền lạc. Đó, rất là đẹp luôn, nhưng mà giá cả phải chăng cho bà con của mình nha. Với chiều cao thì em đo nó khoảng là 117 cho mỗi bức. Chiều ngang mỗi bức như thế này thì nó rơi tầm khoảng là 29. Dày khung chanh là 2,5 phân gần 3 phân, miếng giữa liền lạc nguyên khối. Đó, những mỗi cảnh thì đều có một cái đôi chim nguyên ương rất là đẹp nha. Ốc thì bà con mình khỏi chê. Bộ này hàng xưa nha bà con, ốc theo thời gian hết nha. Đó, nói chung là hàng này về chỉ mình em lau chùi, vệ sinh lại thôi. Đó, làm cho nó bóng lại chút đỉnh thôi, chứ không có mà tác động gì thêm nữa nha. Đó, bà con mình xem mặt gỗ sau lưng. Đó, rất là đẹp. Bức này em giao lưu bà con mình giá là 10 triệu nha, một bộ nha bà con, 4 tấm 10 triệu đồng, bao ship toàn quốc cho bà con của mình, bao kiểm tra hàng luôn nha. Đến với mã tiếp theo là số 11Q, một bộ tranh 4 tấm nữa nha, tức là tứ quý rất là đẹp, cũng là tùng trúc cúc mai. Đặc biệt ở trên người ta có khảm là bát tiên. Đó, bát tiên nha bà con, rất là đẹp nha. Đó, tranh này đặc biệt khung người ta đã cái gì giả trúc luôn. Đó, nói chung hàng theo thời gian 5 tháng, hàng cũ chứ không phải là hàng cổ hay xưa nha, cũng không phải là hàng mới luôn nha bà con, về cứ kiểm tra hàng thoải mái nha. Đó, ốc thì không hề bị lỗi lầm, con mình xem ốc vàng chanh.
Chiều cao tổng mỗi bức em đo nó lên tới khoảng là 118. Chiều ngang canh thủ bì hai cái vị trí da ca dài nhất là khoảng 35. Lọt lòng bên trong thì nó rơi tầm khoảng là 30 đi. Rất là đẹp, chả chút diện bên ngoài rất là đẹp nha. Đây, đó, cổ sau lưng đây. Nó về thì em chỉ vệ sinh làm bóng tải thôi. Đó, bộ này em giao lưu cho bà con của mình nha. Giá hữu thị thôi, chỉ 10 triệu thôi nha. 10 triệu đồng em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó, bà con của mình xem có thể tham khảo. Đó. Rồi đến với mã tiếp theo là một cái bàn ghế nghi thờ nha bà con. Số 12Q. Chất liệu là gỗ gõ nha, mặt là mặt ở trên mà cũng gỗ luôn, toàn bộ nguyên con đều gỗ gõ hết. Và ốc này là ốc màu đỏ hồng nha bà con, rất là đẹp nha. Bà con mình xem được khảm ba mặt. Tổng cái chiều cao em đo thì nó rơi tầm khoảng 116. Tổng cái chiều dài của cái mặt này thì nó 127 nha. Ghế nghi thờ đại nha bà con, loại lớn nha. Chiều ngang nó thế này là khoảng 68. Mỗi chân này thì chiều dày lên là 7 phân vuông, rất là dày và cứng. Đó, bà con của mình xem giùm em, từ ốc cho tới gỗ không chê vào đâu nha. Đó, nếu bà con mình nhã ý thì kết bạn Zalo, chụp màn hình lại, bên em hỗ trợ tư vấn bà con mình thêm. Đó, cái ghế này thì bà con mình khỏi chê, em bao bà con của mình về kiểm tra hàng thoải mái, test hàng thoải mái. Giao lưu cho bà con mình chiếc ghế nghi này giá là 29 triệu nha. 29 triệu giá bao ship toàn quốc cho bà con của mình và bao kiểm tra hàng. Đến với mã số 13 là em có một cái cây lông sàn rất là đẹp nha bà con. Đó, một cái cây lông sàn rất là to khủng luôn nha. Chất liệu gỗ gõ cảm ốc Singapore. Hàng này nói chung là hàng cũng là theo thời gian, nó tầm từ 30 năm thôi. Đó, bà con mình xem nha. Nếu mà hàng cổ thì giá trị nó rất là cao. Đấy, đều gáp hoàn toàn bằng mộng hết nha bà con. Ốc thì không hề lỗi lầm. Đó, chạm đục chi tiết hoa văn chim hoa hai bên hai con phượng hoàng rất là đẹp. Ở trên đó là ba chữ Phúc Lộc Thọ nha, Phúc Lộc Thọ. Ở một bên là người ta khảm chúc và bên người ta khảm mai, tượng trưng là cho thanh mai chúc mã nha. Đó, mình về mình đặt mình trưng bày thôi cũng rất là đẹp rồi. Đó, không chỉ là mình sử dụng mình xài. Cái này thì người ta khảm cúc dây kính luôn, từ trên tới dưới chân luôn nha. Đó, mặt bọm nha bà con, chân mặt bọm đầu lăn đuôi cá. Đó, rất là đẹp, mình có thể buổi nắng nóng mình nằm nghỉ trưa rất là mát nha. Đó, vì mặt là mặt đá bà con mình xem giùm em. Với tổng cái chiều cao em đo nó lên tới là 247. Đó, 2m47 là tới cái đỉnh mão luôn nha. Cây này nói chung rất là lớn, rất là to. Đó, tổng cái chiều ngang em đo phủ bì cho bà con của mình có thể hình dung ra luôn là nó 115. Đó, chiều ngang thế này là 115 nha. Đây, còn cái chiều rộng ra em đo phủ bì cho bà con của mình trước nha. Đó, thì nó lên tới là 174 nha. Đó, 74,5 á. Chiều cao lên thì nó tầm khoảng là 53. Đó, đây em đo lọt lòng luôn. Lọt lòng ra như thế này là nó 169 nha bà con. Đó, lọt lòng 169. Những cái thầy mà hành này nó dày 4 phân. Hành dày 4 phân nha. Đó, còn 4 cây trụ vuông của nó, mỗi cây thì nó lên tới 6 phân vuông. Đó, hàng đặt nha bà con. Đó, hàng đặt rất là đẹp nha. Đó, khảm là ba mặt luôn, mặt trên, mặt dưới, bên hông. Tất cả hoàn toàn đều gáp bằng mộng hết. Những cái thành này đều bằng mộng hết bà con mình xem, những cái thành đây bằng gỗ. Cho nên giá trị nó sẽ cao hơn cái mặt đá nữa nha. Đấy, nếu bà con mình có nhà ấy thì có thể đến trực tiếp nơi của em là khu vực Thế Hòa, phường Then, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Bà con mình xem người thật kỹ càng hơn và chính xác hơn nha. Thì cây này em giao lưu cho bà con của mình có giá là 90 triệu nha bà con, 90 triệu nha. Em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Thì cây này nói chung nó không có cái bệ. Nếu bà con mình có nhu cầu thì em sẽ sưu tầm cái bệ rời bên ngoài, kết hợp cho bà con của mình. Đó, vì hàng này em sưu tầm nó rời thì bà con của mình xem có thể tham khảo thêm. Đó, thì bà con mình cứ mà hỗ trợ mà tư vấn thêm, bên em sẽ tư vấn cho bà con của mình nha. Đó, liên hệ bên em. Rồi mã số tiếp theo này 14 là một bức tranh tích đồng quê nha, 14Q. Đó, một bức tranh khá đẹp nha bà con, gỗ gõ nha, ốc vàng chanh. Hàng này nói chung tuổi đời khá xưa nha. Đó, vì ốc nó đã ngả màu theo thời gian quá lâu, từ 40-50 năm cho cái bức tranh này. Thì em sưu tầm lại là của, cũng giao lưu lại với chủ nhà, người ta để cho em cái giá cũng khá mềm nha bà con. Bức tranh này to lớn, đó, bà con mình xem giùm em. Rất là to nhưng mà cái giá rất là mềm, thì em sưu tầm được giá rẻ nha. Chiều cao cái bức tranh này thì em đo nó lên tới khoảng là 98 lần nha. Đó, tầm 97 đi. Tổng cái chiều dài bức tranh này nè, nó lên tới là khoảng 197, nó gần 2m đó bà con mình có thể hình dung ra, gần 2m lần nha. Dày khung tranh là nó 4 phân,
hơn 4 phân, miếng giữa liền nguyên khối nha. Ốc thì bà con mình xem nha, cái màu nó cổ theo thời gian luôn. Mức này từ 5-60 năm chứ không dưới. Đó, qua thời gian người ta 5 tháng sử dụng nha. Tích là quê hương 4 mùa nha bà con. Sau lưng người ta cũng đã gia cố chắc chắn kỹ càng. Về em cũng đã làm thủ sơn lại cho bà con của mình gia cố rồi ha. Đó, chỉnh sửa thêm vì hàng quá lâu tuổi nha. Đó, bức này nói chung khá xưa nha bà con, chứ không hề ấy nha. Đó. Đây công nông 4 mùa mưa nắng nha, rất là đẹp. Đó, nói về cái tích quê hương. Đó. Cái bức tranh này em giao lưu bà con mình giá chỉ có 13 triệu thôi nha, 13 triệu đồng. Nó dài gần 2 mét nha bà con. Đó, hàng này em sưu tầm được giá mềm á. Rồi đến với mã tiếp theo là một cái bức tranh mai đào rất là đẹp nha. Đây mã số 15. Đó, cái này gỗ gõ ốc cũng hoàn tranh theo thời gian luôn nha. Nó liền lạc luôn, làm tích luôn, khẩm dìm luôn nha. Chiều cao cái bức tranh này là khoảng 60. Chiều dài bức tranh tổng này là nó 120. Dày khung tranh là 3 phân, miếng giữa liền nguyên khối. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha, không hề lỗi lầm. Đó, kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Mặt ván sau lưng đây, gia cố chắc chắn nha. Bức này em giao lưu với bà con của mình có giá chỉ là 9 triệu thôi nha, 9 triệu đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình và bao kiểm tra hàng. Và tác phẩm này cũng là cuối clip nha bà con. Đồ xưa là Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh và ủng hộ kênh. Bà con mình nhớ bấm like, share, đăng ký để nhận những clip mới mỗi ngày bên em, buổi trưa và buổi tối hàng ngày nha. Có những mặt hàng mới lạ về cho bà con của mình có thể giao lưu và tham khảo thêm, hoặc đến trực tiếp nơi của em là khu vực Thới Hòa, phường Thiên, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ qua số điện thoại 0772 8772 78 nha. Em cũng xin mến chào và hẹn gặp lại ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh YouTube chúng em nha.